Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum đối thoại với các hộ dân xã Hòa Bình bị ảnh hưởng tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại, các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình. Tham gia đối thoại có 95 hộ dân có đất bị ảnh hưởng. Dự án có diện tích hơn 200 hecta, trong đó có 140 hecta thuộc quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Kon Tum và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có 169 hộ nhận khoán diện tích đất này, phần còn lại 62 hecta của 100 hộ gia đình cá nhân. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành hai thông báo thu hồi đất, đã kiểm đếm 100 hộ với diện tích 62 hecta. Một tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Kon Tum với diện tích 140 hecta. Tại buổi đối thoại, đa số các hộ bị ảnh hưởng đều thống nhất cao, ủng hộ chủ trương thu hồi đất. Tuy nhiên, chưa đồng thuận với kết quả xác minh nguồn gốc đất, đề nghị tiếp tục làm rõ nguồn gốc đất vì người dân cho rằng đất các hộ khai hoang trước đây và chỉ hợp tác liên kết làm ăn chia với công ty Cao su vào năm 1997. Lãnh đạo thành phố đề nghị công ty Cao su Kon Tum cung cấp hồ sơ về quyết định giao đất của tỉnh, hồ sơ các hộ đã nhận tiền công khai hoang cho người dân biết. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo công khai cho các hộ dân về chính sách hỗ trợ thu hồi đất. Nếu các hộ dân tiếp tục có ý kiến không đồng tình việc xác minh nguồn gốc đất hoặc các vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, thì đề nghị các hộ tiếp tục có đơn gửi đến xã Hòa Bình để tổng hợp giải quyết theo quy định và có kết quả trả lời bằng văn bản cho người dân.